Hello Daddy. Yes, good boy. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh của Mandy và cuộc sống ở Canada. Hôm nay, gia đình mình sẽ dắt mọi người đến một cái khu vui chơi dành cho thiếu nhi. Ở đây rất đặc biệt vì mọi người có thể khám phá những cái về khoa học và các em bé sẽ biết được những cái có thể tạo ra âm thanh. Và ví dụ em bé mình đang chơi cái trò đánh đàn nè, có thể di chuyển được những âm thanh của nước và làm cho mặt nước di chuyển như thế này đó mọi người. Ở đây em bé sẽ học được rất là nhiều điều thú vị. Hello Daddy. Yes, good boy. No, Helen. Yes. Người chắc nghĩ rằng là những cái em bé mà ở Canada thì cái việc mà đi chơi nó sẽ không có dễ dàng, nhất là vào mùa đông. Thì ở đây là cái khu mà dành cho em bé nhưng mà đa phần là ở trong nhà đó mọi người. Đây cái tòa nhà nó khá là lớn, khoảng 5-6 tầng. Nhưng mà cái khu vui chơi dành cho trẻ em thì khoảng tầm 2-3 tầng, nhưng mà rất là rộng và lớn. Như mọi người có thể thấy là gia đình mình đi trong cái khu vui chơi lần này là có một số chỗ là họ đang đổi mới và tân trang lại, cho nên thành ra là tụi mình cũng đã ở trong đó gần hơn 3 tiếng đồng hồ, mà là em bé mình là chưa có đi giỏi nữa, với lại là cũng còn nhỏ, chưa, lúc này là em khoảng tầm 17 tháng, nên thành ra là lúc đó tụi mình đi thì em vẫn chưa có chơi được rất là nhiều, chưa chơi được nhiều trò chơi, nhưng mà em vẫn có thể khám phá được, và như đánh trống nè, rồi làm quen với những cái thiết bị như là điện này nọ thì rất là thú vị, và em cũng rất là tò mò, dù chiều cao thì có hơi hạn chế một chút đúng không, nhưng mà em thích, rất là thích thú như những ở trang thiết bị ở đây, và những cái chỗ này giúp em có thể khám phá được âm thanh rồi các chất liệu khác nhau. Mọi người thấy cái chỗ này nó đông luôn nè, quá trời đồ chơi. Đây là cái khu mà dành cho con nít á, mọi người thấy không, có rất là nhiều đồ chơi. Hồi nãy em bé nhà mình cũng đã chơi dưới này rồi nè.
Lan á mọi người. Và nhìn như thủy cung ha. Âm thanh của mấy con chim có mọi người nhìn khô ha. Wow, ý to là look at this. Chắc đây là một cái gốc cây mà nó được sinh ra từ năm 1496. Wow, mọi người có thể xem nè. Đây là các vân của các từng năm đó mọi người. Thấy không? Nó sẽ từ đây rồi nó từ lớn ra. Còn cái gốc cây này là có tuổi thọ là từ 560 tuổi mọi người. Wow, quá to. Wow, ở cái chỗ này á mọi người, tổng cộng là có tới 6 tầng. Tụi mình đang ở tầng thứ 6 là tầng trệt. Từ cái hồi nãy có một cái tầng lửng. Tầng số 5. Bây giờ tụi mình sẽ đi đến tầng thứ 4 ha mọi người. Thì đây là cái chỗ dành cho con nít nè. Fourth floor. Có cái chỗ để chô luôn mọi người. Tuyên ghê. Ở đây là cái chỗ dành cho con nít dưới 8 tuổi. Oh, it's a car. Hai ba tiếng ở cái khu vui chơi này thì là em bé mình và hai vợ chồng mình cũng rất là thấm mệt, cho nên là mình xin tạm dừng video này tại đây nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video kỳ sau. Nếu mọi người thích những cái khu chủ đề về vui chơi giải trí dành cho em bé ở Canada thì hãy cho mình một like và comment bên dưới video nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những video kỳ sau. Bye bye.